Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng, còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức. Cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Gọn có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Bây giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ. Bây giờ thì cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy. Biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh, thì có khi nào muốn sử dụng thì mình hái mình ăn luôn. Hái trồng ăn luôn, rau dạ, sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng ở đây rồi khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17-18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Cái gì? Đứng lên ghế á. Bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn có đôi mắt hiền, nhìn chất phác, nói tính tình thì điềm đạm, nói chuyện thì gần gũi, bình dân. Em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Rồi, được rồi, để chị qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi. Chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em thì khoảng 1 năm. Còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh ha, không cần suy nghĩ. Ok, vậy được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Chào em. Một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ, em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ dì nữa ha. Dạ. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ, cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì các bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm. Thấy cũng có nghĩa là tin tưởng được các con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ, nhà con thì có 3 anh em trai. 3 anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ, con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình với Hằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp nút mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền. Thì tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết đó. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô đi. Nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. À, cô cũng mong vậy, tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái. Em ruột hả em? Dạ em họ. Dạ chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ rồi, chào mọi người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ anh ba thì ở nhà rất là hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh. Thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bàn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Anh cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi, ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? Cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? Cũng giống ạ. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. Ê, 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau. Hôm nay mình đã gặp được nhau. Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh rồi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao chứ. Giống đám cưới luôn á ta. Bạn gái nói hay quá mà. Trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái chứ. Tỏ tình một câu gì cơ, bạn gái nói hay quá mà em. Bữa nay anh gặp em tự nhiên tim em thế nào đó. Ủa có cái quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên đó vậy? Anh có cái đứng đây nói quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút 89 vậy. Bây giờ là 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì cái gì vậy? Cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sau 30 giây các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã nói điều gì, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô để cho con được hôn tay em. Thấy trẻ là hạnh phúc mà mình xúc động quá. Cô cảm thấy như thế nào cô? Mẹ đang rất là xúc động. Dạ cô thấy con thấy thì cô cũng ơn tự nhiên cô thích Hằng, nó quen người lớn tuổi hơn chút cho nó điềm đạm chín chắn, chứ tánh nó thì còn nít. Dạ. Vậy là vừa cô ha. Ừ. Dạ con cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình. Rồi. Dạ ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ, và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. Hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Việt Lót. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cái đàn, hát bài luôn. Hay quá. Sôm tụ luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ du em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Em thấy bài hợp chào hợp đấy chị, em hả? Thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát, nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa khôi vội. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miền quê xinh xắn. Lợi trớn hơi cao đúng không? Bên nó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới em, tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi sao vậy, bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân trước. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, được chân mà không được sạch lắm, em thấy y như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân trước. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang dép tổ ong mắc mới gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu ạ. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao ạ? Nói chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay, móng tay nhìn ghê. Trời ơi, hết rồi. có một cái móng dài 1 thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều. Dạ. Cái đó chắc u nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, em tự lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lần hai rồi xong lời tự em dọn luôn ạ. Đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi. Tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi? Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Chưa, mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À. Đừng có hói đầu. Cỡ này được không? Dạ được. Mũm mỉm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Ô. Đâu đâu để tôi kêu anh cỡ dài, tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi không được rồi. Dạ em đẹp em phải đánh đàn chị. À một bàn bên này á thì cũng cắt mà điều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây á thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi, để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có bao lúc đồng tiền nha, mặt này cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai chào bác gái đi. Dạ con em. Chào cô ạ. Cô cứ yên tâm thì nếu như mà con mới quen được con gái của cô ở đây á, thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây, cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ. Quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình nguyện con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ. Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu? Đưa tay lên. Trời ơi. Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội ngoại. Nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi đàn trai thì được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, đàn trai em đi đâu? Xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến hành lâu dài. Nhưng mà bạn nhìn thấy nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị. Sao anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh nha em. Kéo mà. Vậy chứ không phải cố gắng à. Cố gắng. Dạ. Em chào em. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng bóng. Cái này thì em tặng cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thời giờ. À tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú cha hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn, cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to giống Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ anh cảm ơn. Anh Hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao? Nhắm lên tuần lên mấy lần. Nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên. Cũng khá xa đó anh ạ. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định một cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến. Và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, em bấm mà nó không được. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Em có buôn bán hải sản ở chợ. Thì lập gia đình về thì em có buôn bán hải sản ở chợ. Thì bạn ấy là đi lấy xe thì sẽ có bảng lương. Tại vì em nghe người ta nói là nếu có bảng lương thì người ta giành quyền nuôi con được. Còn em thì không có bảng lương. Nên thì em có quen biết cái anh luật sư ở ngoài tòa án đó. Thì em có nhờ anh đó thì em có ý là cũng là mình có một chút phí cho anh đó rồi để anh giúp mình. Thì lúc đầu thì người ta giành quyền nuôi con thì nhưng mà em kiểu là một mình là mình đơn phương ly hôn. Nhưng mà đến khi ra cái chị thẩm phán chỉ cho em là đem cái tờ giấy đó về thì kêu với cái người đó là em đã nộp những cái đơn này thì người đó ký thì coi như là thuận tình ly hôn. Thì vậy bạn cũng ký rồi. Tầm 5 ngày sau là tụi em ly hôn. Thôi chuyện cũ nó cũng qua rồi ha. Nhưng mà cũng rút kinh nghiệm, bạn ấy nói đúng á. Nhiều khi người phụ nữ sức chịu đựng cũng bền bỉ lắm. Đàn ông có cái gì đó lỗi lầm hay vợ chồng có gì lỗi lầm thì ngồi xuống nói với nhau. Chứ còn mà đã đánh phụ nữ rồi thì nó cũng khó lắm. Mà em tưởng tượng cái tướng em vậy mà em quýnh tăng cái chắc là chết. Có vũ phu không? Dạ không, chị chỉ có nóng tính thôi. Thật sự là em. Ví dụ giờ hai người gây lộn mà em đang nóng tính quá em làm gì? Thì thiếu ví dụ mà không ai biết điểm dừng thì em đi chỗ khác, đi nào bên kia hạ họa thì mình kiếm cách về mình giải hòa. Chứ vợ chồng mà cứ cãi vã thì ai cũng cãi vã, nhưng mà mình phải biết cái điểm dừng chứ có lỡ chuyện gì nó đáng thì cũng mình chịu chứ ai chịu. Đàn ông là phải chịu thiệt thòi nhất rồi. Đàn ông mà chịu thiệt thòi nhất. Thiệt thòi có nghĩa là mình phải, ví dụ vợ mình nó có gì mà về thương tích gì cũng mình cũng lo, rồi cũng dính vào cái sự hiểu quá đáng thì cũng dính vào pháp luật, cũng có lẽ là mình là đàn ông nó cho nên là lỗi nhất. Tuyệt đối là không có được vũ phu nhau, không có được giơ tay động chân với phụ nữ nhau. Ồ tôi là tôi ghét lắm luôn á, thiệt. Xưa tôi cũng mém bị chồng tôi quýnh chứ bộ, nó mới vừa giơ tay nó lên là tôi chụp cái cây tôi rượt nó liền. Tôi cũng đâu có dừa dễ gì. Không, đó là ngày trước thôi chứ bây giờ đâu có vậy nữa. Bây giờ người ta bảo là phụ nữ phải kiếm thật nhiều tiền để khi cần đó. Bây giờ giống như em có bước thêm bước nữa mà nếu mà thật sự mà không hạnh phúc thì em cũng sẵn sàng em cũng ra đi thôi. Tại vì ông bà ngày xưa có bảo là con lỡ một chuyến đò rồi, con lỡ đổ vỡ một lần rồi thì lần sau con phải chọn cho kỹ càng. Giờ biết chọn đâu cho kỹ càng, khó lắm. Giờ em tìm người đàn ông tử tế mà biết ai là tử tế đâu. Nếu có thêm bước nữa mà vẫn vậy thì em cũng đi. Chị cũng như vậy mà, mọi thứ đều là phước phần. Và ra tình yêu nó không bao giờ là vĩnh cửu hết. Tình yêu nó đẹp nhưng mà những người trong cuộc với nhau thường nó không có đẹp với nhau. Cho nên thật sự chúng ta sống từng về những khoảnh khắc, sống ở thời điểm hiện tại. Nếu ai đó ở thời điểm hiện tại làm cho chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta trân trọng. Quan trọng là bây giờ nó xã hội nó văn minh hơn rồi, cho nên con người cư xử với nhau nó cũng văn minh hơn. Nếu mà cảm thấy không phù hợp nữa, mình vẫn có thể êm đềm lặng lẽ chia tay trong cái sự văn minh, hạn chế để lại những cái tổn thương cho đối phương. Đó là cái điều đáng trân trọng rồi. Còn mỗi người đều có phước phần riêng của họ hết. Chứ bây giờ mình cứ lựa chọn, mình cứ sợ hãi, mình cứ chăm ủa lấy người này có sống được tới già không ta, lấy người kia sống được tới già không ta, thì thật sự là khó lắm. Nè đó, điển hình là chị 20 năm vẫn chưa lấy được ai, tại vì cứ sợ. Sợ đó, cũng sợ rồi chắc không ổn, không được đâu rồi cứ sợ. Em thì nói chung là quá khứ thì là quá khứ, còn em chỉ lo hiện tại thôi, còn tương lai thì để tương lai tính. Đó, em là vậy. Hiện tại vui là được. Dạ, còn thì bây giờ cái gì vui thì mình ưu tiên. Ok. Còn em ly hôn thì 7 năm rồi nhưng mà em không mở lòng rồi. Thì đó, nhưng mà chị nói em là nên mở lòng ra để đón nhận. Nếu như mình cảm thấy hiện tại nó là vui, nó là hạnh phúc, mình cứ đón nhận nó đi, chuyện ngày mai tính. Sống đừng có để phí hoài cái tuổi xuân, nó qua nhanh lắm, hiểu không? Đang còn trẻ, đang còn xuân sắc thì phải nắm bắt. Dạ. Nha giống kiếm một người đàn ông mà thương em thì nhắc tới bé em là em cứ bị cảm xúc á. Kiếm một người đàn ông thì thương em thì dễ, còn kiếm một người đàn ông mà thương con em khó lắm. Chị hiểu mà. Nhưng mà nếu như mà người đó thương em nhiều hơn bé em thì em vẫn không có đến với người đó. Tại em có cái tính là em hay đặt vị trí của bé em á vào em. Nhiều khi bạn nói bây giờ lấy vợ có con rồi thì cái suy nghĩ của trẻ nhỏ là bà lấy vợ có con thì chỉ thương con của người sau thôi. Thì chắc mẹ cũng vậy. Thì cái như vậy thì là con là bị mồ côi. Nên mình không phải là vì mình không mở lòng được, mà nhiều khi là mình mở lòng rồi xong mình nghĩ cho con nó tự nhiên mình thương. Nên em không muốn đến. Người nào cũng vậy hết, người nào cũng vậy cả, nhưng mà mình nghĩ thoáng hơn một chút đi. Mình cũng phải cho bản thân một cái cơ hội. Với lại chị nghĩ đơn giản lắm, mình chỉ cần tìm một cái người có đạo đức. Cái sự yêu thương nó có vun đắp, nhưng mà cái người có đạo đức, có tình người á, trẻ con là vô tội, người ta sẽ thương con của người ta thôi. Chứ còn bây giờ mình đòi hỏi, thật sự nếu mình đòi hỏi á, mà cái người đàn ông đến sau của mình á mà thương con của mình giống như con của họ thì nó rất là khó. Tại vì cơ bản ba ruột của nó chưa thương nó như vậy, thì làm sao em bắt một cái người không phải là ba nó thương nó được. Nhưng quan trọng ở đây là chị nói thật, em buồn thì chị chịu. Nhưng cái người nào người ta yêu thương em, và cái người đó là người có đạo đức, người ta sẽ yêu thương con em. Em hiểu ý chị nói không? Chứ bây giờ mình bắt là người ta phải chăm lo yêu thương con mình như là con của họ thì nó rất khó. Có những người đàn ông bây giờ họ cũng hời hợt lắm. Con của họ đó, con ruột của họ, đôi lúc họ còn chưa quan tâm, họ còn bận bịu công việc, bận bịu này kia, mà em phải xét nét bắt họ chăm sóc yêu thương con mình thì rất khó. Thôi thì con mình cứ yêu thương bằng cả cái tình yêu thương của cha và mẹ. Giống như chị nè, bao nhiêu năm qua chị lo cho con mình rồi, đến một lúc chị cảm thấy là được rồi, đủ rồi, con đủ rồi thì mình phải lo cho cái bản thân của mình, chứ không thì sẽ muộn. Đừng có quá căng thẳng, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi nha. Dạ. Rồi em muốn một người đàn ông như thế nào? Em nếu mà về công việc thì đàn ông giàu thì chắc chắn người phụ nữ nào cũng thích rồi, nhưng mà em vẫn thích người đàn ông tử tế. Còn mà người ta có tính cầu tiến là được rồi. Ý là hai người đến với nhau thì có thể là mình xây dựng kinh tế sau. Còn về vấn đề chuyện tình cảm thì em cần người đó là chân thành, trung thực. Với lại em không có thích người đàn ông mà ghen quá giống mà. Ghen quá, mà bạn em thì đa số là nam là nhiều. Mà đi ghen quá, mà ghen nhiều khi mà ghen thái quá, ghen đi ghen đâu làm gì, ghen bóng ghen gió. Ghen xong rồi tự biên, tự diễn, tự làm xong rồi tự diễn luôn đó. Em không có thích như vậy. Với lại tại vì trước giờ em không quen ai cũng vì vấn đề đó luôn đó. Tại người ta nhiều khi cái suy nghĩ của người ta, suy nghĩ mình tầm bậy tầm bạ, nên em cũng không có thích quen là bạn đó, giống là đi đâu em đi đâu thì cũng phải báo cáo mình. Nếu như mà thực sự mà bạn là tôn trọng em thì em tôn trọng lại, thì em cũng nói là hôm nay em đi đây đi đây. Nhưng mà nhiều khi là người ta ghen quá, mà ghen giống kiểu ghen xong rồi bị giống như kiểu người ta nói những lời làm tổn thương mình á. Em không thích những người mà ghen có chừng mực thôi, mà đừng có ghen quá là em không có thích rồi. Yeah. Quan trọng trong tình yêu là cái sự tôn trọng nhau và mình tạo cái niềm tin. Yeah. Nếu mình tạo cái niềm tin cho nhau thì mình sẽ tin tưởng. Đương nhiên nó có ghen một chút xíu để đó là tình yêu, đó là cái hương vị. Nhưng mà còn nếu ghen khùng, ghen điên, ghen mà làm em cho đối mệt mỏi thì cái đó cũng thật sự đó là em sợ. Bây giờ mưu sinh mà ai cũng có phải đi làm, ai phải kiếm tiền, đúng không? Mà thì vợ mình đẹp thì mới có người này người kia thích, nhưng mà ghen quá thì nó cũng sẽ mất đi cái tình cảm. Nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự xây dựng, làm sao để mình tin nhau là được. Còn có một điều chị cũng muốn chia sẻ luôn cho mọi người hiểu rằng là thông thường những người phụ nữ á, mà single mom á, thì thường hay bị dòng đời á, cái người đời á, cứ hay nghĩ rằng những người đó sẽ không đàng hoàng. Chị hồi xưa chị cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hồi xưa chị lo sợ nhưng bây giờ chị mặc kệ. Có nghĩa là người ta, tại vì mình là single mom nên là người ta cứ nghĩ rằng mình đi với ai quen ai là chắc thế nào cũng có lên giường. Tại vì cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng thật ra không phải vậy đâu quý vị ơi. Những người càng là single mom, những người đó người ta càng cẩn trọng hơn các mối quan hệ, bởi vì người ta biết giữ cái giá trị của mình. Nhưng mà đàn ông cứ nghĩ cứ thế đó, đúng không em? Đúng rồi, cứ vậy đó, cứ mình đi nhậu nhẹt ngồi với bạn bè là nghĩ rằng rồi chắc hồi quất nhau, chắc là cái này cũng có cái gì đây. Ủa sao là như vậy? Thật ra cái single mom hay là cái phụ nữ độc thân không có gì khác nhau hết, chỉ có khác nhau là sao cái người kết hôn và người chưa kết hôn, chỉ là họ đi ra yêu. Bây giờ cái người chưa lấy chồng bao giờ nhiều khi họ cũng quen 80 bồ rồi. Nhiều khi cái người mà đã ly dị, nhiều khi ta mới có một người chồng ta là ta ly dị thôi. Cho nên bây giờ mình cứ vì một cái chuyện là kết hôn hay chưa kết hôn, đổ vỡ trong hôn nhân hay chưa đổ vỡ trong hôn nhân, mà mình đánh giá người đó là đàng hoàng hay không đàng hoàng, hay là có thể là giữ gìn cái trinh tiết, hay là có thể là lan chạ bậy bạ, thì cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Đó là tính cách của mỗi người, chứ đó không phải là cái chuyện người ta đã kết hôn hay chưa từng kết hôn. Cái này là tôi xin đính chính cho những người mà đã từng gãy đổ trong hôn nhân nhé, những người phụ nữ nha. Rồi, nãy giờ mình nói cũng hơi nhiều rồi đó, cho hình ảnh, có hình không? Cho chị coi. Wow, đây trong ba cô gái này sẽ có một cô gái chị giới thiệu cho em. Đây, ba chàng trai này có một chàng trai hôm nay chị giới thiệu cho em. Rồi mình đoán thử, cầm cái hình cao lên. Rồi mình đoán thử coi người đó là ai, chỉ cho chị xem coi nè. Theo như cái cảm nhận của em từ nãy giờ. Chính giữa. Lý do? Dựa vào đâu em chọn cô đó? Cảm nhận, tại vì cái lời nói thì cháu đoán cái lời nói cái khuôn mặt thì nó tương đồng với đây cái là cô gái rất tình cảm nha, nãy giờ là nói chuyện là mọi thứ là cổ rất là xúc động luôn. Em đoán đại rồi, không biết cái chú cái hơn gì. Rồi anh nào cầm lên, cầm hình lên, anh nào chỉ vô chị anh này. Tại sao đoán anh này? Đoán trên cái logic nào, cái cơ sở nào? Em sinh năm 84. Rồi chỉ vô hình lại giùm cái, chỉ vô hình 84. Anh nào? Đây. Anh đó. Rồi. Hãy chờ xem coi cảm nhận của mình có đúng hay không nha. Mời các bạn nhìn về phía cửa trái tim để Cát Tường mở cánh cửa. Cái này cho vui thôi, nhưng coi bữa nay người phụ nữ đây có nhạy cảm không? À, thần giao cách cảm. Ủa trong hình đâu có giống. Ủa em thấy có giống ngoài đâu. Đây mà. Mãi em thấy không giống. Thấy anh lạ. Hay tại thấy anh nó đứng gần cô kia nên nghĩ bồ cổ lên chọn anh bên này. Không, tại vì em nghĩ 84 thì em nhìn cái mép mặt rồi. Dạ, bên đây nó đúng rồi ha. Dạ. Rồi tặng hoa đi. Dạ. Anh cũng tặng. Dạ. Rồi em cảm ơn. Em cũng có món quà đó. Sao cái gì mà tôi thấy lông lá chĩa lên tà lưa vậy? Anh có thể mở ra luôn. Mở ra coi. Dạ. Mở ra coi. Anh bấm cái nút, cái nút bấm. Mở lên chứ. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi, cái gì vậy bà? Uống hồn uống dí à. Quà gì vậy, ý nghĩa gì? Hả? Nó biết em sợ ma, hù em, mà em đâu có sợ đâu chị. À gì hả? Dạ. Em không sợ. Dạ em nói vậy thôi chứ em gặp em hết sợ, em nói chị trước mà. Em không gặp em không sợ, rồi giờ gặp đâu có sợ. Em cái này con ma hả? Em thì em cũng sợ ma, nhưng mà em rất là thích xem phim ma. Lã này là để hù ta chơi vậy thôi đó hả? Còn người thì em không có sợ. Rồi coi quà của ảnh là cái gì nè. Rồi thôi dẹp nó xuống đi. Cái này em mở được. Dạ, tôi cứ mở. Quà tặng em thì em cứ mở thôi. Rồi. Rồi ý nghĩa tại sao là tặng cho bạn gái kia viết? Dạ cái đó là một ý nghĩa là coi như là một hành trình mới, là coi như là đặt bút lên là một con đường mới, đừng hướng về phía sau hay hướng về phía trước vậy. Rất là ý nghĩa ha. À, cảm nhận đầu tiên của em khi mà cánh cửa trái tim này mở ra mà nhìn thấy đối phương thì em cảm nhận như thế nào? Em anh đó rất là lực lượng. À, nãy chị cũng đó rồi đó. Thì nó chọn cái tốt mà phát mình cái là mình chết liền luôn á. Em trai rất là khỏe mạnh, rất là lực lượng. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của em khi mở cửa trái tim này như thế nào? Dạ thấy dễ thương chị, mà có tấm tình cảm thì em thấy cũng hầu như giống em cũng có nhiều tâm sự lắm, nhưng mà em ít có thổ lộ tại vì nam mà nữ thổ lộ. Nhưng mà ông này bự nhưng mà thấy có vẻ nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Cái tướng này đô bự mà nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Không, em thấy đa số ai mà người nam thì nói giọng nam lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn người Bắc với lại người miền Trung. Em nghĩ vậy. Người ngoài thì nhìn nói thì họ rất cọc cánh, nhưng mà thật sự em cách nói chuyện của em thì em cũng biết đánh giá nhiều, nhờ người ngoài đánh giá rồi chứ cảm nhận của em thấy cũng. Nhưng miền Tây có vẻ chất phát thật thà. Ok, bây giờ thì Tường sẽ dành thời gian cho hai bạn tâm sự và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tường sẽ mời hai bạn cùng ăn với nhau một bữa ăn nha. Và hãy nhớ mình lớn hết rồi, không có nhiều thời gian đâu. Thời gian trên chương trình chỉ có mấy chục phút thôi. Cần cái gì phải hỏi cho rõ để mà mình đưa ra cái quyết định lựa chọn cho nó đúng đắn trong chương trình ngày hôm nay. Rồi, một lát nữa thì ở đây có hai cái lá thăm. Các bạn có thể là bóc lên, bóc ra mỗi người một lá. Rồi chúng ta cùng trò chuyện với chủ đề trong cái lá thăm này nhé. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường sẽ quay lại ngay. Cái hình của mình. Dạ, mày em dùng. Dạ em mời anh. Em rất là ít ăn luôn, em ăn giống như mèo ngửi vậy á. Em rất là ít, nhìn người tưởng to rồi thôi chứ em ăn ít lắm. Ăn ít luôn sao mà. Dạ, dạ em mời anh. Dạ. Em ở Bình Dương, em ở khúc nào? Em ở... Anh hãy xuống đó mà đúng không? Em ở Dĩ An.